đứa lại tên là Nếu các bạn có nhu cầu mua nick, hãy truy cập ngay shopmimi.com. Hiện tại shop đang có rất là nhiều khuyến mại để cho anh em tha hồ mà lựa chọn nhá. Hiện tại thì shop đang khuyến mại lập thẻ cho anh em chính là 10k anh em sẽ nhận 11k, 100k sẽ nhận 110k nha anh em. Khuyến mại cực kỳ là hot cho anh em trong cái tháng này. Ngoài ra hiện tại link đã giảm giá cho anh em là 20%. Link sơ sinh thì hiện tại đã cập nhật thêm rất là nhiều nick, mua đồ giá rẻ cập nhật hơn 100 đồ nha. Tại giá vàng đang là x4k cho anh em. Nếu anh em làm thẻ khuyến mại thì anh em có thể mua vàng với giá là x4k4 nha anh em, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Tất cả các dịch vụ như là tìm đồ, làm đệ, săn đệ úp đệ tử đã giảm giá cho anh em thêm là 10% nữa nha. Ngoài ra hiện tại thì shop đã cập nhật thêm rất là nhiều dạng danh mục vòng quay cho anh em tha hồ để trúng những phần quà cực kỳ hấp dẫn, như là vòng quay may mắn 10k, đồ ngọc giống 20k, gift code 20k nha anh em. Dưới này có cực kỳ là nhiều gian lô cho anh em tha hồ lựa chọn. Dưới này có phần thưởng để cho anh em có thể đua top hàng tháng nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều. Thầy chú anh em, khi ở đại học Thánh Nguyên anh em nhá, xíu nữa thì mình sẽ đến trường của mình để làm một số thứ anh em ạ. Nay sẽ có Halloween, sẽ làm Halloween anh em. Đấy là đi sửa cái kẻ luôn. Đây là sân bóng trường mình em này. Nú vách cả đấy. Đi làm Halloween nhá anh em nhá. Đợi xíu đến dãy nhà C5 quay tiếp anh em nhá. Ô cái mồm. Ô, mà mình đã ra rồi à? Tao ra ở đây. Ra sớm nhỉ Minh nhỉ? Đồ đồ nó ngứa mắt đấy nhỉ? Khi nào? Mày làm gì? Mà mày chân nhện mày làm đâu? Xem người anh em đi làm thép. Gì? Mày đang làm gì đây? Sắp giết mày. Thằng lồn này. Anh em đang làm gì đây? Vừa tay đấy nhỉ? Quả này cho vừa tay đấy. Ok anh em nhá, hôm nay thì chốt kèo gọi là làm xong Halloween anh em ạ. Làm xong Halloween. Đây của lớp mình nhìn nó nói chung là nhìn cũng hơi sơ sài một tí. Được không anh em? Được không? Còn xung quanh là mấy lớp bên cạnh. Thôi nhở? Heo ơi. Xin em gì? Đây muốn lổi phây anh em ạ. Dụ bay phây hộ mình cái. Ok. Giờ sẽ đi tham khảo thử cái lúc mà chiều chiều nhá. Bây giờ đang là 5:20 để xem thử là. Ê chào cô. Bạn ơi, bạn ơi. Bạn nào không mẹ đây bạn ạ. Bạn đưa tôi con ra tôi xin tiếp mẹ. Hiện tại bây giờ đang là 5:20 và mình sẽ đi tham khảo trước khi mà đèn lên ấy, kiểu tối đèn lên khá nhiều. Bây giờ sẽ gọi là đi xung quanh tất cả các lớp nhá. Cái lớp mình khéo phải tí là phải mua thêm dây này các thứ. Đây lớp gì đây nhở? Uầy, có cái thảm nhìn đẹp vãi. Được của nó đấy. Đây lớp nào đây? Lớp công nghệ K16A. Được của nó. Ok. Kỹ thuật phần mềm K18D ạ. Đây là an toàn thông tin. Kỹ thuật phần... À, cái gì ạ? Khoa học máy tính à?
phòng máy tính. Bật mã à, cái gì MMT là gì? MMT là gì? Đến lớp nào đây? A à, đúng không? Các bạn em tin K18A. Ok nhá. Ok. Good good good. Oh, anh à, đây là K18E chất lượng cao này. Quanh đây nữa là đây con gì nhỉ? Tên lá gì nhỉ? À đứa lại tên là gì? Quay. Ta xin lỗi. Đây là lúc nào đây không biết nữa nhưng mà nhìn khá là kinh. Hy vọng đêm là sẽ có nhiều thứ đẹp hơn để quay cho anh em. Để lúc nào đây. Chiều chiều này là kiểu mọi người đi về hết rồi ấy, cho nên là chỉ quay xung quanh em xem thôi. Đêm thì nó mới đẹp, giờ chưa có gì đẹp đâu. Đây là... Ê, lớp này lớp nào nhỉ? Đó là hoành tráng. Được rồi. Hợp lý không anh? Qua đây review lại anh em nhá. Xa thêm một tí nữa thì sẽ đến một cái hội trường. Tối nay sẽ có DJ. DJ khá tuyệt vời luôn. Hay em đi ạ. Đây, xin giới thiệu với anh em. Đây là đây, tối nay sẽ có buổi DJ. Khá Kể mà nhạc vừa nói sung lên tôi nhảy sắp cồi cho anh em xem. Anh em đi tiếp một tôi nhá. Chỗ này thì để chỗ này sau. Mà đi đến đâu nhỉ? Giờ cứ đi thẳng thôi nhỉ. Tôi đã tin được một chỗ, chỗ này tối nó sẽ mua kem. Và không biết bạn nữ nào sẽ là người may mắn được kem thì thôi. Thật sự chúng ta phải càng đi quanh chỗ này thì càng thấy cảm giác rất là khá đồ sộ.
chuẩn bị tuyệt vời hết cả gái mình em nhá. Em phải nuôi ấy. Chốt 10 điểm anh em nhá. Cái này chấm 10 điểm. Rất đẹp. Không có nó chấm 2 điểm thôi. Quay các em gái nuôi mình chấm 10 điểm. Thằng nhà anh em đi thử em nào cũng được tầm vòng hồ đấy. Con cây à không 300 mét đấy. Không đi được con. Khả năng là tối nay, hứa với anh em tối nay có rất là nhiều cái vui để quay cho anh em xem nhá. Các anh em đợi tối nhá. Play young with temptation, searching for salvation. Can we find our way back, way back? Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way back, way back? No more running, no more running, no more chasing. No more running, now I'm running out of patience. Caught up in confusion, need a resolution. Can we find our way back, way back? Can we find our way back, way back?